Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 23 tháng 7 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chương nào sản phẩm bên mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn. Thì hôm nay để đáp ứng nhu cầu các bạn thì bên em lại về được hơn chục cây sản phẩm Samsung Note 8 giá chỉ từ hơn 3 triệu đến hơn 4 triệu đồng giá rẻ cho các bạn nhé. Thì tất cả sản phẩm Samsung Note 8 này trên thị trường đang bán với giá là máy đẹp trên thị trường đang bán với giá là toàn trên từ 5 triệu đến 5 triệu rưỡi đến từ giá từ 5 triệu đến là 6 triệu cơ. Nhưng mà bên em sẽ bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ, từ chỉ với giá là hơn 3 triệu đồng cho đến là hơn 4 triệu đồng nhá các bạn nhá. Thì hôm nay thì bên em lại về mười mấy cây Note 8 cơ. Đấy, Note 8 thì mình sẽ báo giá chi tiết từng con, từng chế trạng từng con một nhá các bạn nhá. Đấy, đấy Note 8 đấy ạ. Note 8 thì mình cũng nói sơ qua qua thì là màn hình của nó là màn hình là 6,3 inch nhá. Đấy, màn hình tràn viền 6,3 inch. Đấy. Con này thì có hỗ trợ là cổng tai C này, sạc tai C này, có cái bút này, chân tai nghe này. À, volume âm lượng này rất là xích nhé, cái bút Note 8 các bạn dùng viết viết sướng lắm, nhạy lắm này, đấy nhạy lắm. Và tất cả sản phẩm Samsung bên mình thì có lỗi đổi một một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm nhé. Đấy, màn hình thì là 6,2 6,3 inch, độ phân giải của màn hình của nó, độ phân giải của nó là 2K nhé. Camera của nó trước thì là 8 megapixel, còn và sau thì nó 12 megapixel. Nói chung là độ phân giải của nó toàn là HD nhé, máy full 2K. Và đây camera này cực kỳ là nét, các bạn bán hàng livestream bạn cực kỳ đều tuyệt vời. Đấy, Note 8 này thì nhà mình về được mấy con mẫu giá rẻ cơ, toàn hơn 3 triệu cơ. Thì các bạn là chạy Grab hay Uber Grab hoặc là các bạn đang lái taxi ở trên mạng, các bạn có thể là cài đặt mạng, các bạn có thể là cài thay một con máy tính bảng Android, các bạn để chạy 3G cũng được. Tại vì cái gì nhỉ, nó Samsung Note 8 này nó nổ đơn cực kỳ là nhanh. Nhiều bạn Grab thì cũng suốt ngày cũng bảo mình là nhập Note 8 về để chạy đơn cho nó nhanh, tại vì nó nổ đơn nhanh lắm. Bình thường các cái máy khác chỉ nổ được một đơn, nhưng mà cái này có khi được 2-3 đơn được cơ. Đấy, các bạn có thể là mua sản phẩm Note 8 này, các bạn để cài đặt lên, hoặc là các bạn để chạy bản đồ cũng được nhé. Ví dụ có bản đồ trên xe ô tô ấy, các bạn có ô tô các bạn mua sản phẩm này đấy. Này. Chạy bản đồ ô tô thì các bạn cũng được ok nhé. Đấy, các bạn nói đây là Hà Nội, Việt Nam này. Đấy, sẽ ra đây. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, Hà Nội, Việt Nam, các bạn kích về chỉ đường cái là xong. Đấy, rất đơn giản. Tội gì các bạn phải mua màn hình sản phẩm là màn hình Android cả. Đây, 33 km đây. Bắt đầu đây. Đấy, rất là ok nhé. Đấy, các bạn mua này về chạy Uber, Grab thì rất ok ạ. À. Đấy. Màn hình độ phân giải 2K thì các bạn xem phim 4K thì khỏi phải chê luôn. Đấy, nó 8 vì nó RAM, nó RAM 6GB mà. Bộ nhớ trong là 64GB tùy con nhé. Có con sẽ bản 256GB 128GB. Nhưng mà gì nhỉ, của nó thì là bản gì nhỉ, bản gì nhỉ, bản của mình là bản 64GB nhé. Tất cả hôm nay nhà mình đều là bản 64GB. Xem phim 4K các bạn, tuyệt vời luôn. Đó. Nói chung là sướng lắm. Nói chung là RAM 6GB với mức giá như này thì các bạn dùng quá tuyệt vời luôn. RAM 6GB dùng quá ok. Đây, các bạn xem phim 4K nó thật với các bạn quá là nét luôn. Đây, các bạn nhìn này, nghiêng không có độ bóng mờ gì nhá. Màn hình Samsung thì nó thật với các bạn. Tại biết tại sao nó đến bây giờ nó vẫn có giá và đến bây giờ nó cũng đắt các bạn ạ. Tại vì lúc mà thời điểm mới ra của nó, Samsung Note 8 này nó gần 30 triệu đồng cơ. Thứ nhất các bạn đi mua cái màn của nó, các bạn bây giờ mà đi thay cái màn này nó rơi vào cũng gần 4 triệu rồi. Đấy, mình bán cả cái máy, nhiều con máy mình bán chỉ hơn 3 triệu thôi. Cái main cái này các bạn đi mua đã mất gần 2 triệu rồi. Mình tính ra nó thật với các bạn, tính ra cực kỳ là rẻ nhé. Các bạn đi mua một con máy mà chỉ với giá hơn 3 triệu đồng như này cực kỳ là rẻ. Không đâu rẻ bạc mà trên thị trường đang bán toàn hơn 5 triệu đến 6 triệu đồng nhé. Đấy, bên mình thì máy đẹp có khác gì đâu. Đấy, toàn đẹp trên 90%. Đấy, nó 8 đấy. Hai camera này. Đấy, đèn flash, vân tay này. Mở tính năng, mở khóa thì rất nhiều tính năng nhé. Mở khóa thì có 3 tính năng mở khóa các bạn. Đây. Nhận diện khuôn mặt này, mống mắt, vân tay các kiểu ABC nhá. Tất cả nhà mình đều là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng nên các bạn yên tâm nhá.
tất cả lô Note 8 cho mình là đều là bản Hàn, hai sim hai sóng. Tại vì biết vì sao mình thích nhập máy Hàn không? Tại vì bên Hàn họ Hàn Quốc thì họ không hay sửa chữa như ở Việt Nam mình. Hàng Việt Nam mình cứ sửa tung tung loe tung tung lum ra thật với các bạn. Các bạn mua về dùng chán lắm. Note 8 thì hôm nay nhà mình về tất cả rất nhiều nhá, thì mình sẽ báo giá tình trạng từng con một, giá cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Này, con Note 8 đầu tiên này, con số 1 này. Hình thức của máy cũng đẹp là trên 90% nhá các bạn nhá. Đây đẹp trên 90% đấy. Đấy. Con này tình trạng là bị màn bị ám hồng một chút nhá. Đây ám hồng một chút ạ. Đấy các bạn nào mà không thích màn ám các bạn có thể là vào màn hình này các bạn kích vào màn đêm. Thế là hết màn ám nhá. Đây, như vậy là hết màn ám luôn nhá. Đấy. RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Tất cả nhà mình hôm nay đều là 64GB, đều bản 64GB nhá. Con này thì là máy đẹp là gì nhỉ? Đẹp là gì nhỉ? Con này thì màu xanh, con này màu xanh, máy zin nguyên bản nhá, main zin, màn zin nhá. Con này thì đẹp là trên 90%. Con này thì hôm nay thì mình sẽ vừa bán vừa xả cho các bạn. Đây. Đây. Tình trạng là màn bị ám và bị hơi hồng một chút. Con này thì bên mình xả cho các bạn với giá là 3.500.000 nhá. Đấy, 3.500.000 con số 1 đấy nhá. Đấy, con số 1 là 3.500.000, máy còn khá đẹp nhá. Đấy, các bạn mà Uber, Grab, các bạn mà đi xe bản đồ, các bạn có thể là mua sản phẩm Samsung Note 8 này về nổ đơn cực kỳ là nhanh nhá. Đấy, Note 8 tại vì Note 8 dùng sướng lắm, các bạn đi bản đồ kỳ là phê luôn ạ. Con Note 8 số 1 3.500.000 nhá. Hôm nay thì mình sẽ xả hết cho các bạn nhé. Đấy. Bên mình thì bao sản phẩm Samsung Note 8 giá rẻ nhất Việt Nam nên các bạn yên tâm đi. Không phải so bì giá đâu cả, giá bên mình quá là ok rồi nhá. Đấy, mức giá là hơn 3.000.000 đồng. Các bạn nói thề các bạn có mua sản phẩm này các bạn bán đi không bao giờ lỗ nhá. Số 1 này 3.000.000 này 500.000 nhá. Đấy, 3.500.000. Bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi các bạn thể chọn hình thức chuyển khoản trước, còn bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, cái các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán, nhưng mà hình thức nhận hàng thanh toán ấy các bạn cọc trước cho mình nhá, 100-200.000 tùy mức giá sản phẩm của các bạn nhá. Đấy, sản phẩm bên mình thì có lỗ được một tuần và vài 6 tháng. Đây, số này mình dùng Zalo và các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số hai thốn mình đấy nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn nào gần có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình. Và ở xa thì bên mình có ship, quanh Hà Nội thì mình có ship trong ngày luôn các bạn nhé. Note 8 số 1 3.500.000. Đấy, thì theo lời khuyên của mình thì các bạn mua sản phẩm Samsung Note 8 ấy. Đây con này là con số 2, tiếp đến là con số 2 nhá. Note 8 ấy thì các bạn mua những sản phẩm Samsung Note 8 ấy thì các bạn mua màn ám như này cũng được, nhưng mà các bạn theo lời khuyên của mình các bạn đừng có mua màn mà vừa bị đốm, ví dụ đốm nhỏ như hạt thóc hạt gạo không sao, nhưng mà các bạn mua mà đốm to quá xong lại vỡ kính ấy, thì các bạn theo lời khuyên của mình để bán hàng cho mình thì các bạn không nên mua nhá. Các bạn thứ nhất là vỡ to quá, thứ nhất là đã đen là xấu rồi, và thứ hai các bạn đi ép kính lại thì mất rất nhiều tiền. Đấy, mất tiền triệu cơ. Đấy, mình bán hàng thì mình có lời khuyên cho các bạn này, các bạn đừng mua những sản phẩm mà Samsung mà bị đốm to xong rồi bị vỡ kính màn hình nhá. Các bạn đừng có mua nhá. Note, riêng Note với S. Đấy, dòng Note với dòng S. Đấy. Các bạn cứ mua bị ám như này các bạn mua lành lặn cho mình nhá. Mặt mũi lành lặn cho mình. Con này với con số 2 cũng là 3.500.000 nhá. Con này thì mình màn bị ám hồng nhá. Này, ám hồng một chút đấy nhá. Các bạn ông nào thích màn ám thì các bạn có thể là vào đây ạ. Màn hình các bạn có thể là chế độ ban đêm mà xong. Đều là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 64GB nhá. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Note 8 này. Nói thật với các bạn mua máy này bán đi cực kỳ không bao giờ lỗ luôn. Mà máy cũng khá là ok nhá. Cũng đẹp, con này cũng đẹp trên 90% nhá. Đấy, nói chung là như thế này là khá là ok rồi các bạn nhá. Đấy, con số 2 cũng là 3.500.000 nhá. Mình hôm nay mình sẽ xả đồng giá cho bạn rất nhiều giá, 3.500.000. Nên là các bạn cứ yên tâm ạ. Con số 2. Bạn nào thích số nào thì các bạn cứ đặt hàng thôi nhá. Số 2 này 3.000.000 này. 500.000 đấy, số 2 3.500.000. Đấy, mình bán xả hết cho bạn để mình còn đi biển đi chơi mà. Đấy, số 2 3.500.000. Đây. Đây, con này cũng thế. Màn hình bị ám hồng một chút. Con này cũng là đẹp mà trên 90%. Con này mình sẽ bán cho bạn với giá là gì nhỉ? 3.500.000 nhá. Con số 3 cũng là 3.500.000. Đấy, ba con màu xanh này. 3.500.000 cho các bạn nhé. Đấy. Các bạn mua dùng dòng này bao phê cho các bạn luôn.
dùng quá sướng, RAM 6 GB mà dùng cực kỳ là sướng, máy zin nguyên bản, các bạn đi mưa đi gió rất ok nhé. Số này 3 này cũng 3 triệu 500k nhá. Con số 3 này cũng là 3 triệu 500k. Đây. Và con số 4 cũng thế nhá. Đây, con này không bị ám mà chỉ bị lưu trữ này. Con này chỉ bị lưu trữ vừa vừa nhá các bạn nhá. Đó, lưu trữ phần trên vừa vừa nhá. Con này cũng là RAM gì nhỉ? 4 GB à, RAM 6 GB, bộ nhớ trong con này là 64 GB. Con số 4 này màu đen bên mình đang bán cho bạn giá là 3 triệu 500k, cực kỳ là rẻ nhé, tha hồ lựa chọn. Các bạn tội gì các bạn phải đua mua những sản phẩm đời mới bây giờ. Đời mới bây giờ các bạn dùng một một thời gian thôi, nói thật là các bạn đờ lỏi và chậm gì ra, các bạn đi bán lỗ chồng thây luôn. Số này, số 4 này là 3 triệu 500k đấy. Số 4 3 triệu 500k nhé. Đấy, và con này là con số 5 này. Đấy, con này là con số 5 này. Con này thì là màn hình để hơi bị ám nhẹ thôi các bạn nhé. Đấy, con này thì đẹp hơn này. Con này thì là hơi bị ám nhẹ thôi. Con này thì bên mình là màu đen này. Màu đen rất là đẹp. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 700k nhé. Con này là 3 triệu 700k nhé. Con này thì bị ám nhẹ nhé. 3 triệu 700k thôi ạ. Đấy. Tại vì mình cũng báo rõ tình trạng cho các bạn trước này thôi nhé. Đấy, mình có sao mình nói vậy, bạn luôn tình trạng rõ này. 3 triệu 700k, cái con này là con số 5 nhé. 3 triệu 700k, rất là rẻ các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ xả cực kỳ là nó tám giá rẻ cho các bạn. Xả hết cho các bạn đây, để nghỉ để đi biển nhé. Số này là số 1, 2, 3, 4, số 5 mà. 3 triệu này. 700k đấy, 3 triệu 700k nhé. 3 triệu 700k này, số 5 nhá, rất là rẻ. Đây. Đấy. Con này thì bên mình cũng ám bị ám hồng nhá. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 500k. Đây, con này. Con số 6 này là 3 triệu 500k cho các bạn nhá. Đây, số 6 là 3 triệu 500k cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, toàn là máy 3 triệu 500k thôi, các bạn dùng sướng phê loài luôn. Các bạn mua nó 8 này đi, các bạn không bao giờ phí đồng tiền của bạn đâu. Ba triệu 500k này, số 6 đấy, 3 triệu 500k, rất là rẻ nhé. Con này là con số 7 này. Đây, số 7. Con này cũng là 3 triệu 500k nhé. Số 7 là cũng là 3 triệu 500k. Đây, máy màu đen rất là đẹp luôn này. Đấy, đẹp như là mới luôn này. Đây, con này thì là màn không bị ám mà chỉ có bị lưu trữ nhé. Đấy, RAM 6 GB, bộ như trong con này cũng là 64 GB nhé. À, con này thì là 3 triệu 500k cho các bạn nhé. Con này là số 7. Số 7 3 triệu 500k nhé. Đây. Đây. Con này thì là màn đẹp nhá. Con này thì màn trắng sáng đẹp, chỉ bị lưu trữ một ít ở trên thôi. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu 200k nhá. Máy đẹp ạ. 4 triệu 200k, con này thì máy bán 4 triệu 200k nhá. Đấy, 4 triệu 200k đấy cho các bạn nhá. Con này là con số 8 này, 4 triệu 200k. Đấy. Lượng số 8 gì nhỉ? Nó 8 bên mình đặt đang quá tải luôn. Ngày hôm nay một chốt nhiều quá. Số 8 này, 4 triệu này. 200k cho các bạn nhá. Con này là con số 9 đấy. Đấy, số 9. Đây. Cũng bị ám hồng một chút, bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 500k nhá. Đấy, số 9 này cũng là 3 triệu 500k, máy rất là đẹp đấy ạ. Quên mình không cầm lấy cái sim này. Đấy. Con này 3 triệu 500k nhá. Đấy, 3 triệu 500k đấy. Toàn 3 triệu 500k nên các bạn yên tâm nhé. Số 9 này. 3 triệu này. 500k. Đấy. Rất là rẻ. Đấy. Con này thì con này thì màu đen rất là đẹp ạ. À. Đấy. Con này thì chỉ màn không ám, chỉ bị lưu trữ một ít thôi nhá. Đấy. Con này bên mình đang bán cho bạn giá là 3 triệu 700k nhá. Con này là 3 triệu 700k đấy. Đấy. Chỉ lưu trữ ít thì không ám, lưu trữ ít thôi nhá. 3 triệu 700k nhá. Đấy, rất là rẻ đấy. Con này là con số 10.
3.700.000 đấy ạ. Con số 10, 3.700.000 cho các bạn nhá. Con này là con số 11 đấy. Số 11 thì con này thì là 3.600.000 nhá. Đấy, màn ám hồng một chút thôi. Đây, màn ám hồng một chút thôi, 3.600.000. Máy màu gray, màu ghi rất là đẹp nhá. Đẹp keng luôn này. Đấy. Đấy, con này thì là 3.600.000 nhá. 3.600.000 cho các bạn. Con này là con số 11. 3.600.000 này. Đấy. Con này là con số 12. Con này cũng là 3.500.000. Con này thì màn không ám, nó chỉ bị lưu trữ thôi. Đấy, nó bị ám một tí dưới đây xanh này, này. Đấy, lưu trữ thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 nhá. Máy đẹp nhá. Máy đẹp kẹt luôn này. Đấy, chỉ một cái màn, các bạn không thích màn ám các bạn thể vào đây. Các bạn kích vào màn hình đây. Đêm rồi là xong. Đấy, 3.500.000 các bạn nhá. Con số 12 này là cũng là 3.500.000 nhá. Rất nhiều máy 3.500.000 cho các bạn. Xả hết, mình sẽ xả hết cho các bạn nhé. Số này là 12 này, 3.500.000. Đấy, số 12 là 3.500.000 cho các bạn nhé. Đấy, con này là con số 13 này. À, số 13 cũng là màu đen đặc, màu đen bóng đẹp. Cũng là 3.500.000 nhá, màn bị ám hồng nhá. Đấy, màn bị ám hồng này, 3.500.000 nhá. Đấy, các bạn nào không thích màn hình ám thì các bạn thể vào ban đêm rồi xong hết màn ám nhé. 3.500.000 nhá. Con số 13 này cũng là 3.500.000 cho các bạn nhá. Đó, rất nhiều 3.500.000. Mình sẽ xả hết cho các bạn. Số 13 này 3.500.000. Thì hôm nay thì nhà mình về được 13 cây nó 8 thì mình sẽ báo giá hết cho các bạn rồi. Thì các bạn ưng sản phẩm và giá thế nào bên mình ấy, các bạn thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số thoại mình để đặt hàng nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng mình để mua bán giao lưu nhé. Thì ở đây thì hôm nay thì mình về được hai, tiếp tục là điện thoại cũ là hai cây Samsung A8 2018. Hai cây A8 2018 này đều là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Hai con này đều là bản 2 SIM 2 sóng nhé. Máy đẹp là trên 90%. Bên mình đang bán các bạn với giá là 2.600.000 nhé. 2.600.000 sản phẩm Samsung A8 2018 đấy ạ. 2.600.000 đấy ạ. 2.600.000 sản phẩm Samsung A8 2018 nhé. Đấy, hôm nay thì mình về được hai cây này. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. 2.600.000. Một con màu xanh, một con màu gold rất đẹp nhé. A8 2018 đấy ạ. Đấy, bạn nào thích máy rẻ tiền cũng có mà. Và đây là con S7. Con S7 thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Đấy. Con này là bản công ty 2 SIM. À, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.800.000 nhá. 1.800.000. Hình thức máy đẹp còn 90% đấy ạ. Đấy, tặng các bạn một cái ốp dẻo nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 800.000 nhá, con S7 đấy ạ. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng nhá. 1.700.000 thì ạ, rất là rẻ cho các bạn nhá. Đấy, và đây là con Redmi 3i nhá. Này, Redmi 3i đây. Giới thiệu đây. Con này là con gì nhỉ? Redmi C3i ạ. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.900.000 nhá. Đây, 1.900.000. Con này thì là màn hình của nó là màn hình là 6,5 inch. Pin thì con này là đi 5000 nhá. Đấy, máy cực kỳ là đẹp đấy. Máy đẹp keng như là mới luôn đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.900.000 nhá. Đấy, Redmi J3i này. Đấy. Pin thì là hơn, pin thì là 5000, màn hình thì là 6,5 inch, tràn viền tai trâu, tai bò, tai thỏ. Đấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB, 1.900.000 nhá. Khách vừa mới mua khỏi tay xong, 1.900.000 đã cắm hết hàng bên mình đấy. Rất là rẻ nhá. Và con này là con Oppo A3s ạ. Đấy, A3s. Đấy, A3s thì con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhá. Con A3s này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.650.000 nhá. Pin con này thì là hơn 4000. À, màn hình thì là hơn 6 inch. Đây. Đây. Màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền tai trâu tai bò, hình thức máy còn đẹp 90% nhá. Đấy,
1.650.000 nhé, cho các bạn nhé, rất là rẻ đấy ạ. Oppo A7s đấy ạ. Đấy, cái loại này các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Nói chung những sản phẩm Samsung Oppo các bạn dùng ok đi, vô tư luôn nhá. Và cuối cùng thì nhà mình có một con 6s đấy nhá. 6s thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Hình thức của máy còn 90% ạ. Con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn đấy nhá. Con này là bản 64GB nhá. Đấy, con này là bản 6S này, phiên bản là dạng 64GB nhá. 64GB, tất cả là vân chân vân tay đủ. Hình thức máy đẹp còn 90%, chỗ này mình chưa lau qua thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.400.000 nhá. Đấy, iPhone 6S 2.400.000 đấy ạ. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. Pin thì mình đã thay pin mới cho các bạn đấy nhá. Nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. iPhone 6S màu hồng, phiên bản 64GB này bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.400.000. Tất cả bình thường nhá, vân chân vân tay đủ nhá, men zin màn zin nhá. Nên là các bạn yên tâm, những mua những sản phẩm này về các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít ạ. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ thanh lý giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào mình, có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Hoặc các bạn không mua sản phẩm mình, các bạn thể là vào xem tham khảo giá bên mình, hoặc để là nói chung là xem cho vui cũng được, không phải các bạn cũng mua. Thì theo lời khuyên của mình, các bạn đi mua hàng online không thì các bạn nên đi mua hàng online. Mua hàng online thì các bạn có thể là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán cũng rất là ok này. Nói chung là ưng thì các bạn lấy, nói chung là cái đấy thì không bắt các bạn phải lấy cả, rất là sướng á. Đấy, mà thứ nhất là mua hàng online thì các bạn là rất là người thông minh, và thứ hai là các bạn mua được những sản phẩm mà giá rẻ nhất thị trường đấy. Thì bình thường những con này các bạn mà ra cửa hàng lúc nào các bạn phải cầm theo 5 triệu nhá. Những con Note 8 này các bạn lúc nào kẹp đít theo 5 triệu, nhưng mà qua cửa hàng thì mình chỉ các bạn cứ kẹp đít là 4 triệu qua cửa hàng mình. Các bạn mua bao nhiêu máy cũng được nhá, rất là sướng, rất là rẻ. Đấy. Đấy, rất là rẻ nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Hẹn lại clip tối ngày mai nhá.